Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Sức khỏe hạnh phúc của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trước diễn biến phức tạp của virus Corona, 42 tỉnh thành cho học sinh nghỉ tránh dịch. Khi con ở nhà, cha mẹ nên thực hiện những cái việc sau để tăng sức đề kháng cho trẻ. Và trong cái video này thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn cần phải thực hiện 6 cái bước này để tránh dịch cúm Corona cho trẻ. Thứ nhất là tránh ủ kín trong nhà, phòng máy lạnh để ngăn bệnh. Thì theo Bộ Giáo dục Đào tạo thì đến sáng ngày mùng 3 tháng 2, 42 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ để đối phó với dịch bệnh. Thì trong đó ba thành phố lớn như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cho học sinh nghỉ một tuần. Có quan điểm cho rằng thì đóng kín cửa ở trong phòng máy lạnh, tránh ra ngoài là an toàn nhất để tránh lây nhiễm virus Corona. Tuy nhiên thì nhiều nhà khoa học chỉ ra rằng là khi trời nắng ấm, nhiệt độ trên 20 đến 25 độ thì vi khuẩn và virus sẽ kém phát triển, ít lây lan. Do đó mà chúng ta có thể tận dụng cái yếu tố nhiệt độ để làm giảm sức mạnh của virus, tránh ở trong các cái phòng kín có nhiệt độ quá lạnh và phải giữ nhà cửa thông thoáng để tránh lây lan bệnh dịch. Chúng ta không nên cho trẻ đi đến những cái chỗ đông người, nhưng điều này không có nghĩa là ủ kín ở trong nhà. Công việc tiếp theo nữa là chúng ta thường xuyên lau chùi, sát khuẩn đồ dùng trong gia đình. Vi trùng có thể bị đưa từ bên ngoài vào, đặc biệt là khi có các thành viên về nhà mà không thay quần áo hoặc là tắm rửa ngay. Thậm chí là vi khuẩn có thể xâm nhập nếu như bạn bè và người thân đến thăm nhà trong mùa lễ hội. Vì vậy, để phòng ngừa trong mùa dịch bệnh, hãy đảm bảo sàn nhà được hút bụi và lau chùi thường xuyên. Công việc tiếp theo hàng ngày nữa mà chúng ta cần phải làm nữa là rửa tay sạch bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ nhỏ. Nghĩa là rửa tay bằng xà phòng có tác dụng diệt khuẩn, phòng lây nhiễm bệnh. Theo các cái chuyên gia thì khi mà rửa tay thì tuyệt đối không rửa qua loa mà phải chà sát kỳ cọ ít nhất là 20 giây dưới vòi nước để dịch tiết bám trên tay được loại bỏ sạch. Và cần chú ý thêm là cái thời gian cho mỗi lần rửa tay tối thiểu là 1 phút. Các bước là 2, 3, 4, 5, lặp lại tối thiểu là 5 lần mỗi bước. Như vậy chỉ cần ít nhất là 1 phút thực hiện cái hành vi nêu trên, từng người đều có thể bảo vệ sức khỏe cho mình, người thân cũng như là cộng đồng. Vì hành vi này đã tiêu diệt tối đa cái vi khuẩn, giảm cái khả năng mắc và lây lan bệnh qua những cái bàn tay bẩn. Tiếp theo là chúng ta tránh cho trẻ tiếp xúc với vật nuôi. Thì theo thông tin từ WHO, đến nay thì chưa có bằng chứng thú cưng nuôi trong nhà như là chó, mèo nhiễm virus corona. Tuy nhiên thì các cái chuyên gia vẫn khuyên cáo mọi người, đặc biệt là trẻ em nên rửa tay với xà phòng và nước sau khi mà tiếp xúc với các cái loại vật nuôi. Đó là cách bảo vệ khỏi vi khuẩn, virus thường xuyên lây từ vật nuôi sang người. Và một cái công việc rất quan trọng nữa, đấy là cho trẻ ăn uống đủ chất. Trẻ em là đối tượng mà dễ lây lan virus cúm corona nhất. Bởi vậy mà để tăng cường đề kháng chống lại cái dịch bệnh diễn biến phức tạp thì bạn nên cho trẻ lưu ý uống nhiều nước, giữ ấm cơ thể, nghỉ ngơi đầy đủ và đặc biệt là cắt giảm thực đơn các món chiên, nướng. Những cái loại thực phẩm này có thể gây nhiễm trong cơ thể và làm suy yếu cái hệ miễn dịch. Khả năng chống chọi dịch bệnh phụ thuộc vào hệ thống miễn dịch của chính bạn. Và cái công việc thứ sáu đấy là luôn vệ sinh sạch sẽ cho trẻ. Ngoài cái việc mà ăn uống đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, cha mẹ cần tăng cường cho trẻ vệ sinh tay sạch sẽ trước khi ăn, sau khi chơi và sau khi đi vệ sinh. Nếu như cho trẻ ra ngoài, các phụ huynh nên mặc áo ấm cho trẻ, đeo khẩu trang đầy đủ, nên cho trẻ ăn uống tại nhà với các thức ăn bảo đảm vệ sinh, tuân thủ ăn chín uống sôi. Khi trẻ có biểu hiện ho, sốt, cần cho trẻ nghỉ học, cách ly và đi khám tại các cái cơ sở y tế. Quý vị thân mến, như vậy là trước cái diễn biến phức tạp của virus corona gây ra hiện nay thì chúng ta cũng chưa có một cái loại thuốc nào để đặc trị, thì đây là 6 cái bước để phòng tránh virus corona cho trẻ. Và cũng mong rằng với thông tin này đã cung cấp cho quý anh chị và các bạn được những cái kiến thức cực kỳ bổ ích rồi. Và xin được thay mặt ban biên tập của chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì thì quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên biết đến kênh Sức khỏe hạnh phúc hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình.
và sau đó hãy bấm vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để luôn nhận được những cái video mới nhất và hay nhất từ chương trình. Và cuối cùng xin được chúc quý anh chị và các bạn luôn có những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của tôi.